khoảng 180m một căn. Đơn lập mà mình thấy kiểu thiết kế đơn lập như thế này, với cái diện tích đất như thế cũng thiết kế được như thế này thì nó quá đẹp. Vừa gọn gàng, vừa chỉn chu và nhìn nó rất là mềm mại. Nó rất là có sức hút. Anh thanh niên hôm nay đã ngon nghẹt 30 rồi. Vinhomes Sun Park thì mình vẫn thích nhất những lối kiến trúc của đơn lập của sao Việt, đơn lập của Ngọc Trai bình thường nhất cũng phải gần nghìn lai. Anh thanh niên hôm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì. Liên anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Nó không mang tính chất tập bản. Anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm. Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Lần đầu nhìn thấy anh gặp cô gái và cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều. Nghĩ đến mà anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn cơ, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần môi anh bối rồi. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ